Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021. Và hiện tại, vàng thế giới đang giao dịch ở mức thấp là 1.700 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên hôm nay, vàng thế giới đã giảm 21 đô la Mỹ với tỷ lệ là 1,25%. Trong ngày hôm nay, vàng thế giới giao dịch ở mức thấp nhất là 1.699 đô la Mỹ và cao nhất là 1.728 đô la Mỹ một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng ở ngưỡng 91,933 điểm. Trong phiên hôm nay đã tăng khoảng 0,57%. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021, giá vàng thế giới và trong nước đều không giữ được đà tăng của ngày hôm qua và xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư đang được hưởng lợi bởi thông tin Mỹ thông qua gói kích thích 1.900 tỷ đô la hỗ trợ nền kinh tế. Với nguồn tiền lớn được bơm ra thị trường, vàng sẽ là một trong những khoản đầu tư phòng ngừa lạm phát mà nhà đầu tư cần có. Cập nhật cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 4 năm 2021 được giao dịch trên sàn COMEX New York đã giảm 1,1% về ngưỡng 1.697,42 đô la Mỹ. Trên thị trường giao ngay, giá vàng định ở mức 1.705,2 đô la Mỹ một ounce. Hôm nay, chứng khoán châu Á hưởng lợi từ tín hiệu tích cực trên phố Wall của đêm qua. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã xác lập kỷ lục mới sau khi Mỹ thông qua gói kích thích 1.900 tỷ đô la. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho giá vàng hôm nay đi xuống. Ở tại thị trường trong nước, cập nhật cuối ngày hôm nay trên hệ thống vàng SJC Hà Nội, niêm yết giao dịch ở chiều mua và chiều bán ở mức 55.200.000 đồng lượng và 55.620.000 đồng lượng, điều chỉnh giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng lượng ở chiều bán so với phiên chốt ngày hôm qua. Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và 200.000 đồng lượng ở chiều bán và đứng ở tại mức 55.200.000 đồng lượng và 55.600.000 đồng lượng. Mức giảm mạnh nhất ngày hôm nay đó chính là vàng nhẫn và vàng nữ trang với mức giảm 500.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán và đứng tại ở mức giá 51.350.000 đồng lượng và 51.950.000 đồng lượng. Sau đây, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại phiên cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và 200.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.620.000 đồng lượng, cũng giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và 200.000 đồng lượng ở chiều bán. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 400.000 đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.150.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giảm 350.000 đồng lượng ở chiều mua và 300.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.150.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng ở chiều mua và 400.000 đồng lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 400 cho đến 450.000 đồng lượng. Vàng PZ tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.580.000 đồng lượng, giảm 200.000 đồng lượng ở chiều mua và 220.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng PZ tại Hà Nội mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.580.000 đồng lượng, cũng giảm 200.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 220.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán của vàng PZ là 380.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55.220.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giảm 280.000 đồng lượng chiều mua và 300.000 đồng lượng chiều bán. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.450.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng chiều mua và 350.000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.450.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng, giảm 300.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB
mua vào 55.200.000 đồng một lượng, bán ra 55.500.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Manulife, mua vào 54.950.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold, mua vào 55.150.000 đồng một lượng, bán ra 55.550.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 400.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua điều chỉnh giảm 300.000 đồng một lượng và chiều bán điều chỉnh giảm 200.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 55.170.000 đồng một lượng cho đến 55.220.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 55.600.000 đồng một lượng cho đến 55.650.000 đồng một lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51.350.000 đồng một lượng, bán ra 51.950.000 đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mẫu số 9, mua vào 50.950.000 đồng một lượng, bán ra 51.650.000 đồng một lượng, cũng giảm 500.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 50.139.000 đồng một lượng, bán ra 51.139.000 đồng một lượng, giảm 495.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K, mua vào 36.891.000 đồng một lượng, bán ra 38.891.000 đồng một lượng, giảm 375.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K, mua vào 28.265.000 đồng một lượng, bán ra 30.265.000 đồng một lượng, giảm 291.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 19.690.000 đồng một lượng, bán ra 21.690.000 đồng một lượng, giảm 209.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, hiện nay dòng tiền dịch chuyển đến các kênh đầu tư khác, lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng. Thị trường lạc quan về sự phục hồi của kinh tế thế giới là các yếu tố chính làm cho giá vàng bị lu mờ. Đà tăng của vàng bị đứt gãy còn do đồng đô la Mỹ phục hồi tốt trong ngày hôm nay. Hiện chỉ số đô la Mỹ neo quanh ở mức 91,9 điểm, tức là tăng 0,54%. Đồng đô la Mỹ đang được hưởng lợi lớn từ số liệu việc làm. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước chỉ ở mức 712.000 đơn, thấp hơn dự báo là 725.000 đơn, và số liệu trước đó là 754.000 đơn. Giá đồng tiền Bitcoin lại đang tăng tốc, cũng cho là đã tác động đến giá vàng. Giá Bitcoin tiến đến gần kỷ lục thiết lập vào tháng trước trong bối cảnh tâm lý ham thích rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu. Vào trưa nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin có lúc đã đạt đến 57.679 đô la Mỹ, cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại là 58.350 đô la Mỹ thiết lập vào hôm 21 tháng 2 vừa qua. Đà bán tháo của các quỹ ETF cũng khiến cho giới đầu tư e dè xuống tiền mua kim loại quý. Lượng vàng nắm giữ tại SPDR, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã liên tục giảm sâu trong thời gian vừa qua. Phiên đêm qua ngày 11 tháng 3, quỹ ETF này đã xả 4,96 tấn, đẩy lượng vàng nắm giữ về 1.055,27 tấn. Tính ra từ đầu tuần đến nay, quỹ ETF này đã bán ra thị trường khoảng hơn 14 tấn vàng. Các bạn thân mến, giá vàng một lần nữa đã giảm mạnh khi về sát ngưỡng hỗ trợ là 1.700 đô la Mỹ. Mặc dù trước đó giá vàng đã có phiên tăng tốc cực ấn tượng, nhưng kim loại quý đã không giữ được đà phục hồi do nhiều yếu tố tác động. Do đó, giá vàng trong nước cũng đã mất hy vọng chạm ngưỡng 56 triệu đồng một lượng trong tuần này. Thiết nghĩ, nếu như tối nay theo giờ Việt Nam vào phiên của Mỹ, giá vàng không trở lại vùng 1.710 cho đến 1.725 đô la Mỹ, thì khả năng lớn ngày mai giá vàng trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng trong nước và thế giới cuối ngày hôm nay, thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video này và chúc cho các bạn buổi tối sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.
Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.